Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 525 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm so với cùng kỳ, không có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, thì số ca bệnh chuyển nặng có dấu hiệu tăng ở trẻ em. Ghi nhận tại khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, trường hợp của bé Nguyễn Thái Bảo Ngọc, 14 tuổi, cư ngụ xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Gia đình phát hiện bé bị sốt rất cao và đưa đi khám bác sĩ tư. Điều trị trong 3 ngày thấy bớt sốt, đến ngày thứ tư bé thấy trong người khó chịu, bụng đầy hơi, da ê ẩm không chịu nổi, nên gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ khám và xét nghiệm máu. Kết quả, bé bị bệnh sốt xuất huyết, thể nặng, phải nhập viện điều trị. Dạ, bé nhập viện hôm nay là được 4 ngày rồi. Hiện tại thì sức khỏe của con em này nó tốt rồi. Hôm nay nó cũng đỡ nhiều, ăn uống cũng được. Không còn sốt nữa. Tương tự trường hợp của bé Nguyễn Minh Lợi, 12 tuổi, cư ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trước đó 3 ngày bé bị sốt, gia đình nghĩ bé bị sốt thông thường nên mua thuốc bên ngoài cho uống. Sau thấy bé có các nốt đỏ trên da mới đưa bé đến bệnh viện. Khám là bác sĩ lúc đầu cũng nghi ngờ là sốt xuất huyết rồi mới cho xét nghiệm máu. Thì cuối cùng thì có kết quả thì nó là dương tính của sốt xuất huyết rồi là em nhập viện. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, tình trạng bữa nay khỏe rồi, bác sĩ cũng nói là nó đang trong cái tình trạng hồi phục á, ăn uống cũng bình thường, không có biểu hiện gì lạ ngoài hơi ngứa, thì bác sĩ cũng nói là trong quá trình hồi phục thì nó xuất hiện cái hơi ngứa gì đó, là cái đó là nó sắp hết rồi. 9 tháng của năm 2024, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ tiếp nhận 1.745 ca bệnh sốt xuất huyết đến khám bệnh điều trị ngoại trú và nội trú, giảm 657 ca so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù số ca mắc có giảm, nhưng số ca bệnh chuyển nặng có dấu hiệu tăng. Đặc biệt trong tháng 9, bệnh viện ghi nhận 144 ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện điều trị nội trú, cao nhất trong các tháng qua. Tính chất cái bệnh sốt xuất huyết là sốt cao liên tục từ 2 đến 7 ngày. Vấn đề đau nhức cơ khớp, buồn nôn, nôn ói, đau cơ, mỏi mắt. Đó, rồi đối với một số trẻ nữ thì trong giai đoạn hành kinh thì có khả năng là chu kỳ kinh nguyệt kéo dài, mà số lượng kéo dài hơn. Đó, chính vấn đề như vậy mà khi mà phát hiện con mình có sốt thấy không an tâm cái vấn đề điều trị thì do đó phải đưa tới cơ sở y tế liền. Còn trong những cái dấu hiệu mà diễn tiến nặng của bệnh lý sốt huyết, thứ nhất là cháu lừ đừ vật vã, nôn ói, đau bụng nhiều. Rồi cháu vã mồ hôi, tím tái thì có những cái dấu hiệu đó là tình trạng cháu nó diễn tiến nặng. Chính vấn đề đó là diễn tiến nặng thì mình phải đưa tới cơ sở y tế ngay lập tức để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra khi xử trí không kịp. Do đặc điểm địa lý và khí hậu thích hợp, mưa nhiều, độ ẩm cao nên đồng bằng sông Cửu Long bệnh sốt xuất huyết hoành hành quanh năm. Vì vậy các bậc phụ huynh cần chú ý chăm sóc trẻ cẩn thận, đề phòng mắc sốt xuất huyết.